Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống ở Mỹ Trong chương trình gọi cửa thăm nhà, ca sĩ Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống nơi xứ người. Anh phải mưu sinh bằng nghề bán hàng online để tích góp tài chính, mong mỏi từng ngày được đoàn tụ với con gái. Trong số mới nhất của gọi cửa thăm nhà, nghệ sĩ Thúy Nga đã ghé thăm nhà của ca sĩ Phùng Ngọc Huy tại Mỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời và hé lộ ước mơ lớn nhất khi mưu sinh tại Mỹ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn tích cấp đủ tiền để đoàn tụ cùng con gái. Bella Vi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn La Vi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học. Dù có vất vả, em cũng muốn có được sự vất vả đó. Trong ấn tượng của Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy là một người rất hiền lành, ít nói, nên khi biết anh đang mưu sinh bằng nghề livestream bán hàng, một nghề cần rất nhiều sự hoạt ngôn. Cô cũng khá bất ngờ. Đến thăm nhà nam ca sĩ, Thúy Nga không khỏi choáng ngợp trước căn phòng dành riêng để bán hàng online với gần 200 món ăn vặt. Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa nên em đầu tư dạc âm thanh hơi bị ngon, em bán thì ít mà hát thì nhiều. Phù Ngọc Huy sang Mỹ định cư khi sự nghiệp đang phát triển, đã dần có tên tuổi trong lòng khán giả. Khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng với nam ca sĩ. Điều khiến anh dây dứt nhất có lẽ là nhớ nghề, nhớ sân khấu và nhớ anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Nhưng nhờ sự chịu khó, chăm chỉ và bản lĩnh mà cuộc sống của anh cũng dần ổn định. Chính Phùng Ngọc Huy cũng cảm nhận được sự trưởng thành theo năm tháng. Qua đây em sốc tới nỗi không dám coi Facebook, tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại. Thời điểm đó rất cực nhưng khiến em trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa, mình phải cố gắng tự lập hết, trưởng thành hơn ở Việt Nam em bị lệ thuộc vào ba mẹ quá nhiều. Nam ca sĩ cho biết hiện tại rất may mắn khi có công việc bán hàng online, cũng đủ để trang trả cuộc sống hàng ngày và lo cho những người thân. Lý do Phùng Ngọc Huy bị mất việc ở Mỹ là ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy khiến cuộc sống của anh bị đào lộn. Nhiều người đã trách móc Phùng Ngọc Huy trước hành động vô tâm bỏ mặc Mai Phương và con chung của hai người. Thậm chí một số khán giả còn vào tận trang chủ công ty mà anh hợp tác để lăng mạ chửi bới khiến anh buộc phải dừng công việc của mình mới đây chủ thương hiệu phùng ngọc huy đang hợp tác đã chia sẻ trên trang cá nhân nhằm giải bày sự tình và bênh vực nam ca sĩ giữa sóng gió dư luận người này cho biết từ khi chia tay mai phương phùng ngọc huy không hề bỏ mặc hai mẹ con mà anh luôn hoàn thành trách nhiệm của một người cha dù ở mỹ nhưng mỗi tháng phùng ngọc huy vẫn liên tục gửi quà và tiền tru cấp cho bé la vi giúp mai phương trang trải cuộc sống chính người này cũng đã từng trực tiếp về nước trao tiền tận tay mai phương do chưa từng lên tiếng nên nhiều khán giả không biết luôn oán tranh phùng ngọc huy vô trách nhiệm suốt thời gian qua người này cho biết anh và phùng ngọc huy mai phương rất thân thiết với nhau một trong những lý do mai phương ngã bệnh là bởi lao lực làm quá nhiều về phía phùng ngọc huy nam ca sĩ cũng chật vật ở trên đất mỹ để có thể chu cấp và lo lắng đầy đủ cho con hành động thiếu văn minh của một bộ phận khán giả đã khiến phùng ngọc huy buộc phải dừng công việc của mình để tránh ảnh hưởng đến công ty các thương hiệu anh hợp tác cũng đều phải hủy với nam ca sĩ tránh những rắc rối mà dư luận mang lại trước đó ca sĩ đan kim cũng từng đứng ra binh vực phùng ngọc huy trước những chỉ trích và vô tình có phát ngôn không hay của công chúng đan kim kể mấy ngày nay anh đau khổ và không ăn uống gì thấy bạn ở trong chùa cả ngày đan kim phải mua đồ chay cho anh và khuyên nhủ cố gắng vượt qua tất cả là số mệnh là người có mối quan hệ thân thiết với phùng ngọc huy đan kim luôn bên anh trong những giai đoạn nhạy cảm cách đây hơn một năm cô cho biết phùng ngọc huy buồn và suy sụp tinh thần nặng nề khi hay tin mai phương bị ung thư phổi Mỗi ngày anh đều nhắn tin nói chuyện với mẹ của con gái. Lúc nào Phương mệt quá sẽ nhờ bạn hồi âm giúp. Theo Dan Kim, Mai Phương từng khuyên Phùng Ngọc Huy đừng buồn vì những lời trách móc của khán giả. Diễn viên Phùng Ngọc Huy, bạn trai cũ của Mai Phương cũng đã đổi ảnh đại diện cùng ảnh bia, Facebook sang màu đen để tưởng nhớ cô. Dù không để lại bất kỳ chú thích nào về sự việc, nhưng hành động của anh nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy sống ra sao sau khi sang Mỹ định cư? Phùng Ngọc Huy được biết đến với vai trò là ca sĩ và diễn viên phim truyền hình. Anh thành công qua vai quốc trong bộ phim Cổng Mặt Trời và giành giải Mai Vàng năm 2010. Ngoài ra, anh tham gia các bộ phim khác như Chạm vào Quá Khứ, Mùa Láng Diện Gần, Tay Chơi Miệt Vườn. Ở lĩnh vực ca hát, Phùng Ngọc Huy từng vào chung công ty với Đan Trường năm 2008 nhưng không thành công và khá lận đận. Sau hoạt động solo, nam ca sĩ sinh năm 85 ra nhiều ca khúc và MV được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của anh vẫn chưa thật sự ấn tượng. Anh và bạn gái Mai Phương có thời gian kết hợp trong âm nhạc với các ca khúc bí mật trái tim, e ngại sau một tình yêu. Sang Mỹ định cư khi sự nghiệp đang tiến triển tốt, Phùng Ngọc Huy cho biết anh không hối hận với quyết định của mình mà cố gắng xây dựng được những điều tốt đẹp ở chân trời mới. Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật. Việc đi hát giúp anh phần nào đỡ nhớ sân khấu và khán giả tại quê nhà. Bên cạnh đó cũng giúp cho anh có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống tại xứ người. Sống tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy phải tập thích nghi với văn hóa mới. Sau nhiều năm trời Việt Nam, nam diễn viên sinh năm 85 đã thay đổi rất nhiều. Anh được nhận xét trong chững chạc và phong độ hơn trước. Theo chia sẻ của Phùng Ngọc Huy, cuộc sống hiện tại của anh là theo đuổi việc học, học ngôn ngữ, văn hóa, cũng như học để có thêm một cái nghề mới cho bản thân, anh nói. Thời gian còn lại, anh thường dành để luyện tập thể lực và thể dục thể thao. Ở độ tuổi ngoài 30, Phùng Ngọc Huy vẫn giữ được vẻ ngoài săn chắc. Ngoài những hình ảnh ca hát học tập, tập luyện thể thao, Phùng Ngọc Huy rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống của mình, anh cũng hạn chế đăng tải những hình ảnh gia đình cũng như công khai chuyện tình cảm. Có tin đồn Phùng Ngọc Huy đã có bạn gái mới là một nữ nghệ sĩ hải ngoại, tuy nhiên anh chưa từng lên tiếng về tin đồn này. Trong suốt thời gian Mai Phương nằm viện điều trị bệnh ung thư, Phùng Ngọc Huy vẫn nhắn tin hỏi han thường xuyên nhưng chưa thể về nước giúp đỡ hay chăm con vì quá bận, việc đó khiến anh nhận không ít gạch đá. Khi bị nhiều khán giả nói khích, chửi bới, hăm dọa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc lẫn gia đình hiện tại, Phùng Ngọc Huy viết tâm thư trên trang cá nhân để giải thích lý do chưa thể về nước, đồng thời khẳng định anh chưa bao giờ bỏ rơi Mai Phương và con gái La Vi. Tối 28 tháng 3, Mai Phương qua đời tại nhà riêng sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Lúc này Phùng Ngọc Huy tại Mỹ cho biết anh khá buồn và không còn có tâm trạng chia sẻ bất cứ điều gì. Theo đó, anh cũng không thể về nước để gặp Mai Phương lần cuối vì nhiều lý do riêng. Đông đảo khán giả nghệ sĩ hy vọng anh sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa để chăm sóc con gái 7 tuổi. Sau khi chia tay Mai Phương, Phùng Ngọc Huy từng cho biết giữa anh và nữ diễn viên vẫn là bạn bè tốt, chúng tôi vẫn quan tâm lẫn nhau vì có chung một tình yêu là bé La Vi. Xin các bạn giúp Huy và Phương giữ được mối quan hệ đẹp này, anh bày tỏ. Tháng 9 năm 2018, diễn viên Minh Luân chia sẻ anh rất bất ngờ khi một người em đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong nước là diễn viên Phùng Ngọc Huy, sẵn sàng tham gia khi anh kêu gọi. Phùng Ngọc Huy có phần trình diễn gần gũi với khán giả tại Mỹ và mong muốn được phần nào chia sẻ khó khăn với nghệ sĩ Lê Bình và người yêu cũ Mai Phương. Đây là động thái hỗ trợ Mai Phương công khai đầu tiên của Phùng Ngọc Huy. Phùng Ngọc Huy nhiều đêm bật khóc trên đất Mỹ vẫn chưa đón được con gái La Vi. Bố ruột của La Vi cho biết việc đón con sang Mỹ là mục tiêu lớn và anh sắp thực hiện được. Hiện hai bố con vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Cuối tháng 3 năm 2020, nữ diễn viên Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả và người hâm mộ. Trước khi qua đời, mong ước lớn nhất của cô là con gái La Vi có thể sớm đoàn tụ với bố ruột ở Mỹ, nhưng đến nay đã hơn một năm vẫn chưa thực hiện được. Hiện bé La Vi đang sống với hai cô bảo mẫu, được bạn bè của Mai Phương chia sẻ tình yêu thương, chăm sóc về mọi mặt. Trước đó, bố ruột của con gái Mai Phương là ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền cho hai cô bảo mẫu nuôi dưỡng, chăm sóc bé La Vi trong thời gian anh chưa thể về việt nam nhận lại con mới đây phùng ngọc huy cho biết việc đón con gái sang mỹ là mục tiêu lớn nhất anh đang cố gắng thực hiện hy vọng sẽ sớm hoàn thành thủ tục trong lúc này anh yên tâm giao bé la vi cho các cô bảo mẫu chăm sóc và vẫn giữ liên lạc để nắm rõ cuộc sống của con gái vùng ngọc huy tâm sự, là vi là động lực để tôi phấn đấu. Tôi thương con thường để trong lòng, luôn mong con có cuộc sống đủ đầy và bình yên nhất. Tôi đang từng bước hoàn thiện giấy tờ thủ tục để đón con sang, để sớm đạt được mong muốn đó. Tôi cố gắng làm việc mỗi ngày, nhìn mọi thứ tích cực. Mấy tháng nay bé La Vi học online, tôi canh cuối tuần mới gọi vì ngày thường lúc con học xong thì bên Mỹ là rạng sáng, khi đó tôi chưa dậy, hai cha con lịch múi giờ nên không gọi hàng ngày. Tôi cũng bận với công việc, thấy con được chăm sóc tốt, ngày một lớn bắt đầu có thói quen tự lập, tôi an tâm. Dù không ở gần bé La Vi, nhưng Phùng Ngọc Huy hiểu và chia sẻ được nhiều thứ mỗi khi trò chuyện với con anh kể nhờ hai bảo mẫu chăm sóc tốt nên la vi ngoan biết nghe lời và học giỏi tôi thấy con có tính cách lý lắc giống mình ngoại hình thì có lúc nhìn la vi giống mẹ có lúc giống bố những lần gọi la vi hay bảo tôi quay cho bé xem cảnh biển phố xá cuộc sống ở mỹ tôi yên tâm khi hai cô bảo mẫu chăm sóc la vi hết dịch tôi sẽ nhờ các cô đưa bé sang thăm ông bà nội trong chia sẻ, Phùng Ngọc Huy cho biết, anh sang Mỹ định cư từ năm 2015, đến nay vẫn chưa một lần trở về quê hương. Suốt 6 năm chật vật với sự cạnh tranh đời xứ người, anh phải làm rất nhiều công việc khác nhau như bán mỹ phẩm, khuôn vác đồ, giao hàng. Có thời điểm, nam diễn viên ca sĩ phải dậy sớm mỗi ngày để lấy hàng đi phát, giao cả trăm món đồ trong ngày, đến mức bàn tay chai sạn hơn rất nhiều. Phùng Ngọc Huy thừa nhận, vẻ ngoài nghệ sĩ diễn viên như thời ở Việt Nam của mình không còn nữa, khi bắt buộc phải lao động kiếm sống.